trình cosplay contest. Vui lòng tất cả các bạn khán giả hãy hướng mắt lên sân khấu để xem phần trình diễn của tất cả các bạn thí sinh đang có mặt tại đây ạ. Để cuộc thi được diễn ra một cách thật công tâm, chúng ta sẽ không thể nào thiếu đi sự cần cân nảy mực đến từ thành phần ban giám khảo. Xin được giới thiệu, đầu tiên chính là một trong những cosplayer bước chân vào giới từ năm 2008-2009 với hơn 15 năm kinh nghiệm tham gia và thực hiện biết bao nhiêu project cosplay lớn, đa dạng từ thể loại game, anime, manga, đặc biệt là kinh nghiệm phong phú và dày dặn về mảng cosplay performance, biểu diễn sân khấu, cũng như là lên concept và nội dung cho những chút hình vô cùng độc đáo. Xin giới thiệu ban giám khảo chị Sairan. Tiếp theo sau đây, được biết đến từ năm 2015 qua các cuộc thi eSports và nhiều project cosplay các vị tướng trong game Liên Minh Huyền Thoại và Dota 2. Nổi bật với khuôn mặt xinh đẹp, trang phục bậc đầu tư công phu tỉ mỉ trong từng khung hình, xin được giới thiệu khách mời ban giám khảo chị Vũ Lạc Anh ạ. Và cuối cùng, với hơn 10 năm gắn bó và hoạt động sôi nổi trong cộng đồng cosplay, luôn để lại dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ qua hàng loạt project cosplay khủng như là Joker, Undertaker, Gojo, Levi, xin được giới thiệu khách mời ban giám khảo chị Bạch Tiên Sinh. Và chương trình cũng không thể nào thành công nếu không có sự góp mặt của các bạn khán giả ngày hôm nay, cũng như là ban tổ chức, nhà tài trợ và cũng như là ba vị ban giám khảo vừa rồi ạ. Tiếp theo ngày hôm nay, xin trân trọng phần trình diễn đến từ ba vị ban giám khảo. Em xin mời đầu tiên chị Sairan, chị Vũ Lộc Anh cũng như là chị Bạch Tiên Sinh lên thị phạm. Lên thị phạm cho tất cả các bạn thí sinh cùng xem với ạ. I'm gonna make you mine.
shoes and a copy. If you was gonna please in a baseball bag, yeah, I'm tryna find out where the best day at. Tryna smoke me out, bitch, think again. I don't really like smoking on Steve's fan. Send the money, then I send the spin. I ain't sending you shit, bitch, no offense. But I had it just on, and I should've mixed that. Every line is spit, it's been smashed. Every time that I tried to drop, it's been whack. Every time that I dropped it, like, she did that. What's up? Then do it again, just like, come and do it a friend. You keep looking to eat me out, that's when you gotta take my tampon, know what you want.
same, and I wanna meet up, meet up. They say she knows that it's just a rumor, and I don't believe it, believe it. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. I'm not afraid to die.
Kim Bốc Cha. Vì vốn catwalk của chúng ta là gây ấn tượng trong hành khách, cho nên là khi mà bài diễn của mọi người quá dài thì nó cứ đều thì nó sẽ không tạo được cái ấn tượng. Có thể là ban giám khảo và khán giả rất là ấn tượng, nhưng mà sau đó cái ấn tượng nó sẽ phai mờ dần theo cái thời gian của các bài diễn của các bạn. Và cái thứ hai nữa đấy là các bạn nên chỉ trình diễn trong phạm vi của sân khấu mà thôi, không nên đi xuống và cũng khi mà bắt đầu phần trình diễn phải bắt đầu từ phía cánh gà, chứ không nên là bắt đầu từ phía dưới sân khấu rồi đi lên. Cái đấy thì nó cũng ấn tượng đấy, nhưng mà về mặt chuyên nghiệp thì nó không được chuyên nghiệp lắm, cho nên mình chú ý một chút thôi. Còn hôm nay thì có một số thí sinh thì hơi đáng tiếc một chút, đấy là các bạn đã bị rớt đồ một số phụ kiện trên sân khấu. Cái đấy thì mọi người lưu ý một chút. Và phần cuối cùng đấy là mình cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia, và hôm nay mọi người đều rất là đẹp, đẹp trai, xinh gái, vân vân mây mây, nói chung mình nhìn rất là thích. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Về thì chị Vũ Lộc Anh ơi, cho em hỏi là chị còn thêm nhận xét gì nữa không ạ? Xin chào tất cả mọi người, mình là Vũ Lộc Anh. Đầu tiên thì mình cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Về nhận xét về các bài diễn thì mình muốn nói là các bạn ngày hôm nay thực sự rất xinh đẹp. Mình không hy vọng quá nhiều vào một buổi diễn mà kiểu bị gấp gáp như thế này, nhưng các bạn đã đầu tư thời gian cũng như là để đạt một cách rất là chỉnh chu và cẩn thận. Nên là mình rất là hy vọng lần sau các bạn có thể tiếp tục phát huy và mang đến những bản trình diễn tốt nhất. Mình cảm ơn. Và cuối cùng, sau khi mà chị Tây Lan cũng như là chị Vũ Lộc Anh vừa đưa ra những kết quả vừa rồi, thì em xin hỏi là chị Bạch Tiên Sinh còn một góp ý gì thêm nữa không ạ? Lời đầu tiên thì mình xin gửi lời cảm ơn cho tất cả các bạn thí sinh đã lặn lội một quãng đường rất là xa để đến đây tham dự Fest trong một cái điều kiện nó cũng hơi không được ủng hộ như thế này. Những gì mà chị Seran cũng như là Vũ Lộc Anh nhận xét thì nó rất là trùng ý của Bạch. Nhưng mà có một cái nữa Bạch muốn nhấn mạnh thêm, đấy là mọi người khi mà chọn các động tác action ấy, mọi người nên chọn những động tác nó an toàn một tí. Kiểu Bạch có thấy một số bạn khi mình làm action trên sân khấu ấy, các bạn chọn những cái động tác mà chân trụ không có nổi, hoặc là mình vung vũ khí nó như kiểu các bạn đang chuẩn bị bay theo vũ khí ra ngoài sân khấu luôn ý. Và việc các bạn lộn nhào hay là các bạn làm những cái action khó, nếu làm được thì hãy làm, còn nếu không làm được thì bỏ. Tại vì nếu mà mình không làm
làm được ấy, thì trên sân khấu nhìn nó sẽ khá là không được đẹp là một. Cái thứ hai là các bạn có khả năng bị gây thương tích trên sân khấu, hoặc là các bạn có thể làm vung đạo cụ ra khỏi sân khấu và ảnh hưởng những người xung quanh. Thì cái đó là mình chỉ muốn nhấn mạnh thêm thôi. Action đẹp khó thì rất là thích mắc, nhưng mà nếu mà bị fail á thì thực sự nó là một điểm trừ rất là lớn. Có thể các bạn sẽ bị fail và gạch tên luôn nếu như mà dính phải những cái đó. Thì mọi người chú ý. Và lại thì hôm nay mọi người đã rất là cố gắng rồi. Cái này là của ban tổ chức. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ba vị khán giả. Dạ xin cảm ơn với ba vị giám khảo với phần nhận xét vô cùng là công tâm vừa rồi ạ. Các bạn khán giả thân mến, tiếp theo đây trên tay của Vicaxi bây giờ đã có kết quả cuộc thi. Các bạn đã đoán được là ai chưa? Mọi người có đoán được không ạ? Sao mà đoán được? Đầu tiên là giải 3. Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 11 ạ, chị Nguyễn Linh và nhân vật Quen. Em xin mời chị Bạch Tiên Sinh lên trao giải cho bạn ạ.